Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Mỗi tuần vào ngày thứ hai, và hôm nay trông anh khỏe mạnh lắm. Và tôi chỉ hỏi anh một câu là trong thời gian qua anh có đi đâu hay không? Không. Mình giờ... Vì tôi không biết anh có bị hay không. Tôi cũng chẳng đi đâu cả, cho nên chúng ta còn ok với nhau. Yeah. Và đây là anh Anthony, mỗi thứ hai hàng tuần anh gửi đến quý vị các con số liên quan đến hậu bao của quý vị. À, tình hình này ghê quá anh ơi. Dạ. Yeah. Mua bán làm sao đây? À, trước khi vào đề tài hôm nay thì có hai cái phần đính chính về hồi tuần rồi. À. Cái công ty mà Moderna đó, mRNA đó, yeah, thì ông CEO đó thì hồi tuần rồi mình có nói là ông bỏ ra 8 triệu, nhưng mà thật sự cái con số là 1 triệu. Ông bỏ ra 1 triệu mà mua 53 ngàn. 1 triệu đô. Dạ. Mua 53.000 share. Yeah. Đây là công ty gì? Moderna. Moderna. Moderna chuyên môn. Chuyên môn về thử nghiệm vaccine. Coronavirus. Dạ. Yeah. Dạ, yeah, sắp sửa thí nghiệm, sắp sửa là thử cho 25 thử nghiệm viên. Yeah. Hôm nay thị trường xuống thê thảm mà Moderna lên gần 4 đô la. Yeah. Hồi nãy mình coi là 27. Anh có nhiều công ty mà cũng chế lắm, nhưng mà tại sao đặc biệt là công ty này lại mạnh như thế? Tại vì ổng bỏ ra 1 triệu, ổng là CEO, tức là ổng biết cái khả năng là thế nào, thành công của cái loại một này. Công ty vừa rồi cũng nói là Innovo. Đúng, yeah. Innovo tôi nghe nói rất nhiều. Yeah. Innovo hôm nay là thử nghiệm vaccine nè. Dạ. Yeah. Vâng, thì Moderna cũng sắp sửa thử nghiệm vaccine. Nhưng mà trong lịch sử cái công ty Innovo đó, thì những cái thử nghiệm đó, nó không có cũng như là positive bằng Moderna. Wow. Yeah. Bởi vì cái giá Innovo đó là từ nhảy từ 6 đồng đến 14 đồng, bây giờ xuống còn có 5 đồng thôi. Oh, yeah. Innovo, và tin tức của sáng nay thì Innovo nói là họ bắt đầu thử nghiệm, nhưng mà có những cái tin tức ghi nhận là cái kết quả thành công không có bằng Moderna. Nếu mà ông CEO của Innovo mà bỏ tiền ra mua thì chắc nó có lẽ nó khác. Anh hiểu không? Bên kia nó không mua. Không, những cái công ty khác không thấy ai mua ngoại trừ Moderna. Dạ. Yeah, yeah. Đứng chính thứ hai nữa là hồi tuần rồi mình có nói là anh set up cái alert cái giá stock xuống giá, nhưng mà anh có thể anh set up cái limit order. Đúng để rồi. Mà xuống cái lúc nào nó tự động nó bán. Tự động nó bán cho mình nha. Tôi nhớ cái chuyện đó, chứ không phải chờ anh vào say yes và mới bán. Yeah. Yeah. Thì đối với Anthony set alert, rồi Anthony vào coi như thế nào rồi Anthony mới bán hay là mua. Cái đó tùy, nó có hai phương cách. Còn nếu mà muốn tự động bán á thì anh set cái limit order xuống cái giá nào nha. Yeah. Good to cancel, tức là cái yeah, trade đó vẫn còn đó khi mà anh trên cancel thôi. Thì nó tự động nó bán là như vậy. Và hồi tuần rồi khi mà ông Trump đã đặt ra là cái National Health Emergency đó, thứ sáu cái stock market nó nhảy lên cái chừng 1.300 sau đó thì giờ trong đó ông có mention về cái công ty Teladoc có số hiệu TDOC Teladoc lúc đó hả từ bao nhiêu 110 mấy nhảy lên 130 đồng. Wow. Dạ. Và 52 tuần từ 48 đồng 57 cent lên thành 153 đồng 75 cent. Dạ. Teladoc Health. Dạ. Chuyên môn về chăm sóc y tế hay gì? Dạ, qua cell phone, qua mạng, qua này, qua những cái mà internet, chứ không phải cần tới bác sĩ. Là, tôi mới nghe cái này hay lắm thưa quý vị. Là bây giờ đó các vị bác sĩ nói trong trường hợp mới nhất nè, là chúng ta gọi điện thoại tới, bác sĩ có thể nhìn mặt mình thông qua một cái app. Sau đó họ sẽ xem coi mặt của mình như thế nào. Khi quý vị nói tôi mệt quá, tôi khó thở, thì họ phải xem qua cái hình dung tất cả những cái biến dính. Sau đó họ sẽ quyết định là quý vị nên chờ để có người tới lấy thử nghiệm máu hay như thế nào. Cái công ty Teladoc là sẽ có một cái app tương tự như vậy. Hôm nay thì xuống mất 5 đồng mà. Nhưng mà
vẫn mình còn cơ cao. Có nhiều cái stock mà xuống mình không, mình nghĩ cái lý do tại sao nó xuống, tại vì chẳng hạn như Facebook, Facebook đâu có mà liên hệ về coronavirus. Yeah. Facebook là nhiều người ở nhà, còn cũng như là share những cái mà thậm chí tốt nữa. Vâng, rồi JP Morgan, nobody stop banking. Yeah. Facebook hôm nay xuống, đang xuống 16 đô, còn có 154 đồng, có lúc lên tới 224 đồng. Nhưng cái tin 10% sáng hôm nay đó là thị trường gấu. Gấu ngủ mùa đông. Dạ, đang thức dậy để mà mở. Lẽ ra là thức dậy rồi, mà không thức dậy nổi. Đâu, đang bây giờ đang mở tay mà đoán chào quý vị. Cái định nghĩa của bear market là khi mà cái stock nó xuống hơn 20%. Nha. Anh nghĩ coi giữa tháng 2 là 29.500, bây giờ chỉ còn 21.000, that's 30% loss. Nhưng mà câu hỏi của tôi là khi nào là recession, suy thoái kinh tế nước Mỹ? Cái định nghĩa của recession đó là 2 quarter liên tục negative. 6 tháng sắp tới đây mà chúng ta có cái báo cáo về tăng trưởng kinh tế bị tụt giảm. Mình nghĩ là first quarter là sẽ negative rồi. Mà second quarter we don't know. Nếu mà mình muốn biết là từ tháng 7, tháng 8 thì mới tháng 7, tức là mình đang qua cái đầu tiên, cái first quarter, tức là 3 tháng đầu tiên, tháng 3 này, hết tháng 3 là xong. Mình sẽ nghe được cái báo cáo đến, có thể vẫn còn màu hồng chút xíu, anh hả, mặc dù thị trường đi xuống, nhưng mà sáng nay thì tin tức bắt đầu hơi lo rồi. Là cái chỉ số về manufacturing á, xuống dữ quá. Everything, every industry is going down. Everything. Mà trong lịch sử đó là có 37 bear market. Mà cái bear market là last cái chừng 367 ngày một năm. The average, on average. Tôi nghĩ lần này chắc cũng khoảng đó. Nhưng năm trời. Every after every bear market, cái stock là sẽ lên all time high. Cái đó là mình thấy cái hy vọng. Tức là bear market 2008 rồi mới có all time high đó, là mới vừa rồi tháng 19.700 là tháng 2 vừa rồi thôi đó. Và hôm nay bắt đầu đi vào bear market nữa. Thì làm thế nào mà có thể profit trong cái thị trường gấu nhá. Cái attitude là don't panic. Ông Warren Buffett ông nói khi quý vị thấy người ta panic là mình phải tham lam. Và ngược lại khi người ta tham lam. Tôi với anh Anthony bây giờ mình đang bắt đầu tham lam rồi. Bởi vì sao? Chúng tôi đang tìm kiếm xem cái thời điểm nào đã xuống. Mình không biết được. Actually, I did that. Tại vì sao? Những cái stock mà mình recommend đó, mình có stop loss, tức là almost 50-60% những cái stock mình mua đã bán rồi. Tại mình set up cái alert rồi. Tức là đã lời, nhưng mà sau khi mất nhiều quá, có những cái lỗ thì mình cũng bán luôn. Thì mình dùng cái cash đó, mình đi kiếm những cái discount, chẳng hạn như là Boeing. Boeing là mình để cái limit là mình lấy limit order là 149.98 để mua. Nhưng mà bữa nay nó nhảy xuống là 147. Anh thấy không, 147 so sánh với lại all time high của hôm nay còn 139 này. That's better. Thì hôm nay xuống 18% Boeing. Quý vị đừng có là cũng như là đừng có nghĩ là không biết nó xuống còn zero không. Nghĩ là như vậy. Boeing là một trong hai cái hãng máy bay lớn nhất beside Airbus. Yes, có cái chuyện buồn là cái Max Airplane là như vậy. Nhưng Boeing hãng lớn như vậy, chế máy bay cho tất cả toàn cầu, phải làm thế nào để vượt qua cái obstacle đó, phải không? Boeing là một. Rồi quý vị chỉ cần, xin lỗi anh, chỉ cần có tin tức là máy bay 737 cho phép bay trở lại và thị trường hàng không hoạt động trở lại, lúc đó thì Boeing chắc chắn là giờ tăng. Cái attitude mà trong cái profit mà trong cái bear market là you have to be a long term investor. Chứ không phải là mua giờ là 6 tháng sau khi sợ có mới bán. No, you have to be a long term investor. Chứ những cái người mà những investor mà aggressive quá, tức là short đó, call and put, I don't know, hoặc maybe, là day trading á, maybe 10% is successful, the rest là sẽ mất. Thưa quý vị, để quý vị nhìn thấy cái con số mà anh Anthony đưa ra mình mới hoảng hồn nè.
thời điểm cao nhất của Boeing lúc mà chưa xảy ra cái vụ mà máy bay nó bị rớt đó. Yeah. 398 đồng yes. 66 sen. Yes, anh thấy hôm không? Nay còn 140 đồng. Có nghĩa là nó giảm 60-70% rồi. Dạ, có người mua 150, mình mua 147, có người mua 139. Who cares? Đó là cái thời điểm. Vâng. Mặc dù quý vị nghĩ là làm sao cái stock đó nó xuống 50%, có khả năng nó sẽ còn rớt nữa nhưng mà nó sẽ không xuống quá yes. nữa phải không anh? Dạ, vâng. Thì anh thấy không? A bear market lasts a year. Bây giờ cho là 2 năm đi nhá. 5 years later. Lúc đó quý vị nói là anh Anthony mua có 100, hôm nay 140 đồng thôi. Yeah. Nếu mà hôm nay quý vị mua. Yeah. Có thể nó xuống nữa. Yeah. Raytheon, mình mua 131. Yeah. Disney, go back là 82 đồng. Yeah. Cái thời kỳ, Disney, cái 82 yeah. đồng hả? Yeah. Wow. Nhưng mình nhớ những cái công ty này sẽ có dividend. Boeing có chừng 4.8%, Raytheon là 2.9%. Là có dividend, mặc dầu cái stock nó lên xuống nhưng mà quý vị sẽ có dividend. Chúng tôi xin lỗi đang coi Disney. Disney anh thấy mặc dầu ESPN là bị shut down này rồi NCAA hay là ABC cũng không chiếu sport nữa. Toàn là những cái cổ phiếu mà nó làm ăn rất là tốt lúc mà thịnh vượng, chẳng hạn Disney 153 đồng xuống 82 đồng, 52 week low today, bây giờ 95 rồi. Ok, quý vị có thể mua Disney cả một năm trời làm ăn của người ta lời biết bao nhiêu, hôm nay trở về với giá có lúc xuống còn có 90 đô thôi. Tôi chờ 89 đồng tôi mua. Just kidding. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn nhiều tin tức nữa. Thế nhưng đó là những thời giờ dành cho anh Anthony. Chúc anh an toàn với gia đình nha. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin kính chào quý vị. Quý vị giữ nguyên băng tầng này, tiếp tục theo dõi các chương trình thường lệ của Lưới Điện Sài Gòn TV.